có nghệ sĩ Ngọc Phước thì thôi bây giờ chị ưu tiên cho bé. Ưu tiên là vậy nè, đợi một lát khách về hết rồi bé được bình minh tráng. Trời ơi. Thôi tính tiền giùm em. À thôi, kêu ăn vậy cho hơi về nha. Con bé này khùng quá, tao giỡn mọi cái mày làm đứa ghê quá. À, mình bán hết khách này bán cho Ngọc Phước nghe không? Ngọc Phước là cuối cùng. Anh hồn, đừng giỡn vậy. Hồi xu anh thương em. Thôi anh hồn. Anh liếu liều liều em. Có giỡn gì chứ. Rồi đi má ơi. Đợi tí xíu đi. Không. Bây giờ em có số chưa? Đâu cho cái này mượn cái số. Để cái này lấy số cho. Cái này. Rồi. Cho cái số cho khách. Rồi. Ok. Đây, em. Bây giờ nè, em lấy cái phiếu giùm cho chị 356. Gần tới rồi, bây giờ bắt đầu là số 1 nha. Bắt đầu là số 1. Thôi bây giờ ngày mai em quay lại được không? Thôi chị nghĩ em cuối tuần sau đi. Mới tới số 300. Thôi giờ em cưới đi rồi em quay lại mà. Thôi, con này, giỡn một mình ngồi đây ăn bánh tráng giống như ngồi thiền vậy đó. Giảm tham, giảm sân, giảm si. Không ai thiền mà ồn vậy chứ. Mà có. Thuyền này là thuyền động. Mày thử mày ngồi đi giống như nè, tịnh tâm lại, dằn tâm dằn tánh. Tự nhiên tới ngày mình lãnh được cái bao bánh tráng, tự nhiên mình mọc cái hào quang à. Lúc đó mình đắc đạo rồi. Rồi lúc đó tha hồ mà liếu liều liêu. Em gửi gói mời lên đây luôn nha. Rồi điện đi con. À, điện có máy lạnh, có máy lạnh. Không có sao đâu. Vậy em lên ngủ cái luôn. Thôi bây đi không nóng có quặm mày được. Bốn anh chịu không? Em sẽ tuyển đầu đẹp cho em, cho bốn anh. Xem lét chịu không? Xem lét cái mặt nó giống như cái yên xe đạp vậy đó. Nó giỡn chứ ngồi đợi vậy nha. Thôi đợi nước đi. Thôi đợi nước ở ngoài đây. Thôi em có gì xuống cũng mình uống nè. Có. Em mang nhà lên để uống tiện. À nước suối mang nhà lên hả? Ờ à, nghệ sĩ Ngọc Phước à, mang nước suối từ nhà lên mọi người. Ờ à, thôi kệ với bé. Thôi à, phụ thu 150 em. 150. Ờ à, cái bàn. Gác em em đi. Bây giờ bắt đầu order lại đi. Không, em không uống nước em đợi bánh chén à. Rồi. Về nhà uống. Con bé này, mọi người tắt YouTube nha. Em đánh thấy mẹ nó mới được. Nó giỡn vậy thôi chứ. Bữa nay quý quá. Có Ngọc Phước, nghệ sĩ Ngọc Phước ghé chơi mọi người. Đây, à, à, tự là Phước cu lửa cho mọi người nha. Bây giờ sao? Bây giờ mày... Ê, cầm cái phiếu này không muốn cầm luôn. Sao? Nè, bây giờ nè. Ai bây... ép nhựa mấy cái phiếu cho khách đi. Rồi mưa gió rồi sao nè. Vậy? Không, làm vậy khách mới nâng niu cái phiếu của chị. Chứ giờ em ép nhựa nè, giống như chịu phá xe nè, chiếc xe là tài sản của ông, ông còn không trân trọng đâu, còn để vậy nè. Còn giờ mày thấy không, còn cái phiếu chị đưa cho mày, mày cầm trên tay đàng hoàng không? Mày đâu có dám buông xuống nó bay. Mình phải nâng niu nó, giống như nâng niu cái bịch bánh tráng của chị vậy đó. Hiểu không? Ngồi nghe không? Đợi tí xíu đi. Thì tí xíu đi má ơi. Tí xíu. Tí xíu đi. Vì gì ấy? Quýnh lộn hơn chứa kẹ, đi vô đây giành bàn rồi đó. Chứ có gì quá, chứ cái miệng quá trời vậy. Nghệ sĩ đi quýnh lộn ta. Mặt dài quá vậy trời. Hồi nãy mới đây nha. Bì đê hang trai đây. Trời ơi, cưng quá không thấy coi. Trời ơi, cục vàng nhiêu tuổi rồi? 21 tuổi mà tướng giống con voi quá vậy. Có người yêu chưa? Có rồi hả? Ngồi đây đợi đi ba. Đợi tới sáng luôn. Nha. Nha. Đi chơi mới muốn ai mà hỏi có người yêu là đợi tới sáng nghe không? Nghe không? Hả? Cưng có người yêu chưa? Cũng đợi tới sáng luôn nghe không? Bị đề bánh không quậm được bánh bèo đâu má. Giữ lại mẹ ơi. Còn mẹ đi về mày biến đề đi. Số này ba con đó. Số này chị trúng 40 triệu rồi đó. Cười khóc vậy con? Dạ con cười. À tưởng con khóc. Đợi chị gái. Đi một lát nữa chị tranh thủ. Không, không, cái đó là cái bắt ứng á. Không, cái này là cương sẽ được, cái giống như là không đừng, nó bay số em, bay số là nó nhập vô cái não em số đó không á. Rồi tối nay em ngủ á. Hả? Dạo có dán đây hay sơn bát được không? Bây giờ sao đợi lâu quá à. Có thuốc không cho nó uống đại đi, cho nó bớt nghe không? Chứ thấy nó yếu lắm rồi đó. Ông Phước ơi, nghe lời chị nghe không? Kệ, vượt qua đi nghe không? Không có buồn. Ở đâu còn đó nghe Phước nghe. Kệ, cố gắng giữ sức khỏe nghe bé. Mọi người chơi với nó vui vẻ nghe không? Đừng có bỏ nó nghe không? Tội nghiệp nó nghe không? Kệ, cố gắng nghe không? Kem giữ bánh chén mình còn không? Ngày nào ngồi đây thì mình vui vẻ. Một lát đi má ơi. Để chị ngay đi chị ngay. Bây giờ ăn trộn phải không? Số
Ăn trộn phải không? Ăn trộn phải không? Rồi, ok, đợi chị cái, đợi chị cái. Trời ơi, quay Ngọc Phước tụt view luôn này nè. Hồi nãy quay, hồi đó 400 like mà giờ quay nó có 1000 mấy like à. Rồi, mọi người ơi, em để nó bảo hiểm để đàng hoàng em. Để đàng hoàng nó gớt nghe không? Nè nè, em hứng này đó. Bây giờ nó tuột nghe không? Trời ơi. Hả? Ê! Ôi! Quân! Ta là ông buộc đi! Đứng hình! Ủa cưng ơi, đợi lâu không? Đợi lâu lắm hả? Trời ơi, tội nghiệp bé quá à. Nó đợi lâu quá. Dạ thôi chị về chị ngủ, chị quậm 80 phát. Rồi chị vòng lợi nghe. Thôi bây giờ em nghe lời chị. Đợi lâu không? Đợi từ giờ được tiếng chưa? Hả? Chưa được tiếng phải không? Mà cũng lâu rồi phải không? Hả? Ngồi đợi tiếp nha. Dạ, cưng quá à. À, em ơi, còn chị gớt nó bảo hiểm nghe không? Đợi nó lên, nó cuột nó xuống nghe không? Nha. Giờ kiếm cái ghế cho chị với con, chị ngồi trước đi. Có con nít đó. Không, không, cái ghế đó ngồi không được, với cái dựa. Ok mấy bạn. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn cục vàng nhiều. Đó, ok. Mình ngồi ở đây đợi giùm em nha. Rồi lấy cái ghế cho chị đi. Nhà em 5 người, 6 người. À, rồi mình ngồi đây đợi giùm em nha. Ok chị. Ô, vô đây nè. Hình như khoảng 1 năm sau. Ủa ghế có ai ngồi? Cho các thi mượn nha. Cho các thi mượn nha. Mình cắt YouTube đoạn này đi. Mượn nha. Ok. Rồi, chị nào có con nít đâu? Đây, chị lấy cái này chị ngồi trước đi. Rồi để. Rồi gia đình mình cứ ngồi mấy cái ghế nhỏ trước giùm em đi. Lấy cái này làm bàn giùm em nha. Trời thông cảm giúp em. Ôi, bữa nay đông quá rồi. Trời ơi. Mới có 5 giờ rưỡi thôi á. Mới. Dạ má con sai, lỗi là do con má. Lỗi do con. Cho chị mượn ghế này nha. Ok. Hả? Giờ con vô con làm cho chị đi, mai bị đuổi việc vô đây làm cho chị. Dạ ok em, cảm ơn chị. Rồi, em thấy mặt trong họ nào ngoài BD, cảm ơn chị. Ok. Bây giờ chị thấy em thương phải không? Một lát nữa chị đợi bánh tráng là chị ghét em liền à. Ý gì vậy? Ông nội ơi. Ông chụp hình tự sướng mà ông để 3 giây mà ông bấm ra ngoài. Trời ơi. Đây. Đây có ghế chưa? Đây. Khoan để em để bỏ qua. Đó, cẩn thận. Đây anh. Đó mình có dư ghế mình cứ để ai cứ lấy ngồi giúp em nha. Rồi. Rồi. Đó. Để các thầy lấy. Để các thầy lấy. Cái bàn không? Các thầy không có bàn mà cái này làm cái bàn, các thầy lấy ghế thấp cho. Bạn lấy ghế thấp bằng ngồi giùm cho cái đi. Dạ rồi ok chị. Gia đình ơi mình còn dư ghế không? Rồi cho em mượn nha. Rồi mang ơn gia đình mình nhiều. Rồi chị. Mình ngồi đây được nè. Đó. Đó ok. Ba cái chỗ. Đâu tụi bay đâu rồi? Từ con trai mà chửi nhau kỳ vậy. Mấy bà nè. Hết dung lượng rồi đó mấy đứa. Rồi cảm ơn. Dạ. Hai tháng này. Em ốm hả? Hai tháng này lấy 100 tỷ. Gàng quá à. Thôi. Bây giờ làm sao làm cho xong cái vụ này. Bánh tráng lên rồi. Bánh tráng lên đi mọi người ơi. Rồi chị ơi. Chị. Nguyên gia đình qua đây. Đi ba người phải không? Bên đây có bạn nè. Đi. Rồi. Cảm ơn gia đình mình nha. Gia đình có bàn chưa? Chỗ đâu. Ủa sao bà bầu không ngồi ghế này cho nó khỏe? À rồi ok.
Ok em, cảm ơn em.